các bạn nha. Mình là Huy trên channel Huy Nấp đây. Trước khi video này bắt đầu, các bạn hãy nhớ để lại cho mình một nút like, một nút share, một nút subscribe và là nút đăng ký đó. Và đừng quên qua channel của Phong, đăng ký cho Phong nha. Và nếu video này đạt được khoảng 1.000 like thì mình sẽ tiếp tục với những video như thế này nha. Và hôm nay mình sẽ chơi một cái bắt cua khá là điên rồ các bạn ạ. Dạ, không có điên rồi á, nhìn nó bình thường đúng không Phong? Đúng rồi. Trời ơi, bình thường mà nè, nhảy nè, thấy ghê không? Nhảy. Dễ ẹt. Có một cái thử thách, đó chính là không được nhìn đằng trước mà nhìn đằng sau để bắt cua. Là sao? Là nhảy sao đâu? Âm thử âm nhảy tôi coi. Tức là đây coi như đây là cái block đi. Hai cái block nè. Đó, tôi nhìn là tôi chỉ được nhìn đằng sau là tôi nhảy. Nè đó, tôi. Có nghĩa là mình nhảy lùi hả? Mình nhảy lùi hả? Mà kiểu như nhảy lùi á, đúng rồi. Khó vậy ta, đợi mình thử coi. Thì hôm nay là mình sẽ tạo một cái gọi là những cái thử thách mới như này. Thì các bạn có những cái thử thách gì hay thì hãy để lại ở bình luận phía dưới nha. Kiểu những cái thử thách bắt cua thì các bạn hãy để lại ở bình luận phía dưới để mình biết để mình có thể làm theo. Ê Phong, ok, đánh được nhau ạ? Được. Mốt mình sẽ có content hay nữa, mình sẽ có những cái content thử thách hay hơn nữa. Và hôm nay là chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Không được chỉnh góc nhìn đằng sau để nhìn nha. Thôi yên tâm, tôi không chơi ăn gian đâu, yên tâm. Ok, chỉ được chỉnh góc nhìn thứ nhất thôi nha. Đó, lên đây. Lên lại nè, đợi xíu. Bây giờ rồi, xong. Ok rồi, nhảy lùi đúng không? Bình thường. Trời ơi, chứ còn nhìn xuống dưới nhảy được gì. 3 Ôi. Ôi. Nhảy lùi. Ôi. Rồi, ông thử nhảy lùi thôi, để tôi xem. Nhảy. Ôi ghê. Ghê mà. Trời ơi, chị bình thường ngủ bình thường. Coi đang nhảy sao lại, trời, bên đây nhảy có một cột à. Thôi nhảy đi. Ghê chưa? Nhảy nè. Còn tí nữa. Ghê quá ghê. Trời ơi, quá dữ. Con này làm sao đây? Cái này nhảy được mà ta. Nhảy được. Nhảy lùi không có được. Tôi thử coi. Không được. Rồi, rồi, xong té luôn. Không. Ôi, sao, tôi có lưu giường rồi. Nhảy xuống ở block dưới được nè. Hợp lý. Tôi nhảy lên đây nè. Ôi, được luôn. Đâu. Ôi, sao nhảy được hay vậy? Tôi bấm tường. Bấm tường sao hay vậy ta? Đây. Chỉ tôi cách bấm tường thôi. Ủa, ông đẩy tôi lại. Tôi có thấy gì đâu. Ok, Huy sẽ nhảy phía dưới đúng không? Mình sẽ nhảy phía trên cho nó tăng độ khó xíu. Ui, còn cái cuối cùng. Rồi, xong tôi chơi ngu rồi. Ôi, hình như nhảy xuống dưới không có được. Phải hình như nhảy đâm vô tường á. Phải nhảy lên cái cục đó. Đúng rồi, chuẩn luôn. Nhảy không lên. Kì vậy ta? Để nhảy ai ơi. Ôi, sắp lên rồi. No! Không nhảy lên được. Yeah, tôi qua được rồi. Lượt Huy nè. Huy qua được rồi nè. Chúng nó Huy á. Rồi, té rồi. Nhảy lại, phải nhảy lại nữa, khó quá, trời. Rồi, sao không phải nhảy lại từ đầu luôn. Thôi, nhưng mà không sao. Càng khó thì mới chơi càng thú vị, hiểu không? Lên rồi. Rồi, nhảy lại. Rồi, té rồi. Sao tới cái cục thứ ba là mình. Thôi, để thôi nhảy cái block qua dưới rồi. Nhảy bên đây mình không quen nên mình nhảy bên đây. Nhảy. Nhảy lên được rồi. Tí nữa thôi. Cái này nhảy khó đây. No. Chết luôn rồi. Cho anh này mới được nè. Đúng rồi. Khó quá à. Phong, tôi còn nhiều bước nữa vậy. Còn một cái thôi. Còn cái nữa. Hay quá, Huy đưa qua được rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái nữa thôi. Cái này băng mới khó rồi nha. Nhảy mép bên này đi, nhảy mép bên này cho dễ. Tôi sẽ nhảy băng luôn cho nó khó. Tăng độ khó của game. Nhảy băng luôn hả? Đâu để tôi xem rồi. Ôi. Còn mấy cái nữa, còn cái cuối cùng. Cái cuối cùng lại té. Ôi. Té hả? Còn cái cuối cùng tôi lại té, xui quá à. Tôi qua được rồi, có lên vòng. Ôi, Huy qua rồi hả? Qua rồi, trời ơi. Ông có lên, nhảy. Trời ơi. Rồi, té. Té rồi. Cái này là ông phải lấy đà mới được, tại vì cái băng này nó trơn lắm. Wow, có lên.
rồi xong còn hai bước nữa, rồi còn một bước nữa, còn rồi quá quá quá. Rồi, ôi cái này khó này, cái này canh mới khó này nha. Ủa cái này sao chơi đây? Cái này sao quá? Này là sao đây? Ủa phải. Cái này phải canh dữ lắm luôn. Cái này phải canh không nhảy ơi. Rồi xem. Rồi nhảy 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 nhảy. Nhảy 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 qua luôn, nhảy qua. Cái này phải canh. Thôi canh cho tôi nha, phải canh cho tôi nha. Nhảy nhảy nhảy. Lại 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 lại. Rồi nhảy nhảy nhảy. Rồi nhảy nhảy. Không mà. Canh canh giùm tôi, canh giùm tôi, canh giùm tôi. Rồi nhảy nhảy nhảy. Không? Ê, ý là khúc mà nó bắt đầu phóng ra á. Tôi kêu ông nhảy mà. Đây. Ôi, cái gì ta? Cái vòng thứ ba là tôi không nhảy được luôn á. Tôi qua rồi nè. Qua được rồi á. What? Tại sao không? Cái chỗ này là cái gì đây? Cái chỗ này là cái gì ạ? Thôi từ mình phải đợi Huy qua cái nè. Có anh Huy ơi. Cái khúc số 3 là tôi không nhảy được. Hey, tôi kêu nè, tôi kêu ông nhảy thì ông nhảy nha. Tôi quên mất, từ cái mỗi cái hai tôi nhảy được. Ok, nhảy. Ôi từ nhảy. Ok, cái chỗ này sao đây? Chỗ này chúng ta vẫn phải đi lùi đúng không? Đâu, cái này là gì? Cái này đi lùi nhưng mà cẩn thận nha. Ok, mình đi lùi mình cần đi thẳng hướng là được gì? Quá dễ, trời đấy ơi, quá dễ. Qua được rồi nè. Nhưng mà cái này... Cái này không được nha, cái này hơi khó đấy, căng nè. Tôi có cái này hay là giờ mình nhảy qua đây nè. Rồi mình nhảy lên đây. Ôi trời ơi, mấy bạn kêu mình ăn gian nữa mệt lắm, thôi chúng ta nhảy bình thường đi. Ok, hợp lý. Ôi, nhảy một lần quá được luôn. Mình tính thấy rồi, tính gần tới rồi. Suýt nữa thì tới luôn á. Ngó ra. Nhảy quá. Được rồi. Này là gì đây? Chủ map tên gì? Tính là hai cái tên giống nhau á, nhưng mà Ê, tính ra tên lên đây được rồi Huy. Ủa xong lên được hay vậy? Bà bấm tường lên, ông tính đeo máu cũng được nè. Bấm tường lên. Từ, đúng rồi. Tính lên được. Này, giờ tôi chỉ ông cách bấm tường nhanh nè, ông chỉ cần đứng. Ông chỉ cần đứng thôi, ông lấy đà nè, xong nhảy lên. Đó, ông cắt rồi ông leo lên thôi. Sao được ta? Giữ nút nhảy hay sao? Giữ phím cách luôn, giữ phím cách luôn á, hiểu không? Nè. Ủa, cái được đâu? Tôi giữ phím cách là được nè. Hả? Ủa sao không làm được vậy? What? Bình thường mà, dễ mà. Ủa sao không làm được? No, tôi bị thụt lùi rồi. Cái này giờ sao đây? Cái này chi chí à, cái này chi và chí của ta hình như là chí đó, mình đi chí đi. Mình đi lùi luôn, đi lùi qua luôn. Còn này là gì đây? Này mình vẫn phải đi lùi đúng không? Ok, đi lùi. Đi lùi. Ôi, mấy cái tổ ong nhìn ghê quá, tôi bị chịu chứng sợ lỗ không ơi. Vừa hấu. Cái này khá là dễ nên là không cần phải lo lắm. Rồi, vô. Ok, dễ. Cái này cái gì ta? Cái này nhảy cũng bình thường à, nhảy lại. Bình thường. Nó là cái gì? Rồi. Nhảy tiếp nè. Qua được rồi. Có anh Huy ơi. Okay. Ok rồi, bên đây. Cái này ông phải giữ shift lại. Đúng rồi, bây giờ. Phải giữ shift lại nha. Ông phải giữ shift lại để khiến cho shift nó tuôn ra. Bây giờ tôi qua được rồi nè. Qua đi ông ơi. Rồi. Còn cái nữa, nhảy qua cái nữa. Rồi, cái cuối cùng nè, còn thay nè.
quá đi con. Ôi dễ ẹt. Cái này sao? Cái này đi lùi luôn nha, đi lùi. Đặt ngược lại phải không? Vẫn đi lùi. Đó cái tao lỡ. Ơ sao đi rồi? Để tôi dẹp cho Huy qua. Ok rồi, dẹp xong rồi đó. Lùi á, sao nó không lùi? Lùi đó. Ok rồi, bên đây sao đây? Bên đây hình như mình phải nhảy vô có màu đỏ phải không? À! Đúng rồi, phải nhảy vô cái màu đỏ thì. Ông đẩy tôi rồi. Có đẩy đâu? Ai tính ra tôi đứng hơi bị xa luôn á. Tính ra tôi quay về đây luôn. Phải ngủ rồi đó, tôi quên ngủ. Cái này rồi xong. Tôi rớt rồi. Ủa không, sao bị rớt ngoài vậy? Nhảy. Ok. Rồi mình sẽ nhảy vô mấy cục này hả? Ờ cái này cái cuối cùng rồi, lên. Ờ ok. Cái này dễ vậy. Ôi cái chỗ phải nhảy hai lần. Ôi cái chỗ nó đến hai ô lận, phải nhảy bám tường rồi. Đúng rồi, mình nhảy bám tường, cái đó mình nhảy bám tường ơi. Cái đầu tiên là nhảy một ô, cái hai là phải nhảy bám tường. À, cái bám tường thì tôi nhảy thêm cái nữa. Nhảy. Rồi, nhảy. Ô. Qua rồi. Sợ vãi rồi. Còn cái cuối cùng này thôi. Lên. Còn cái cuối cùng mà vẫn té. Ê Phong, tính ra cái này hơi bị giả luôn Phong. Nhẹ lên, chúng ta cùng thắng nào. Rồi, vậy sao? Rồi, nhảy ngược lại. Rồi, nhảy ngược lại. Nhảy ngược luôn. Không, tôi chủ quan quá à. Thiệt luôn không? Ok. Ờ, lên rồi, may quá. Ok, nhảy. Ok. Sao ơi, trời ơi. Win. Ê, bắn ơi. Ồ, sao mình skin gì đây? Ủa, sao skin mình lại vậy? Ồ, sao skin mình lại vậy? Ủa, cây vậy? Lỗi rồi. Ok. Lỗi rồi, sao? Ok, thì video của mình có video thì các bạn hãy nhớ để lại cho mình nút like, một nút share, một nút subscribe và đừng quên đăng ký cho qua channel của Phong, đăng ký cho Phong nữa nha. Thì video của mình có đây thôi và tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới và đừng quên là nhớ follow Instagram và Facebook của mình. Mình sẽ để ở dưới phần mô tả và phần bình luận. Và đừng quên là nếu video này đạt được khoảng 1000 like, mình sẽ tiếp tục với những thử thách bắt cua nha. Các bạn muốn đặt thử thách bắt cua thì hãy để lại ở dưới bình luận nha. Ok, tạm biệt với các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới. And goodbye, see you guys. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Bye bye mọi người.